ô tô Hải Phòng, nơi gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng. Tiếp tục cho buổi chiều muộn ngày hôm nay thì Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng cũng xin giới thiệu đến cho quý vị chị các bạn một mẫu xe đang bày bán tại cửa hàng của mình. Anh em nào quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0816662386 hoặc 0972555863 anh em nhé. Chiếc xe này thì về cửa hàng mình cũng một thời gian rồi, thì hôm nay mình sẽ quay lại cái video này cho quý vị chị và các bạn cùng xem. Với chiếc xe này trước đây bán là 258 thì bây giờ trong cái mùa dịch này thì bây giờ bên em bán có 250 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ, công taxi dịch vụ biển Hưng Yên anh em nhé. Con này thì nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.6 đời 2010, 250 triệu đồng. Sơ si thì chiếc xe thì được mang trên mình một cái màu xanh đá, xanh rêu ấy, cũng rất là đẹp. Màu này thì rất là nhã nhặn và bắt mắt. Vâng, chiếc xe thì cam kết cho quý vị các bạn là xe thì máy số zin, keo chỉ zin, đầu đít cột kèo zin, độ đồng sơn zin của chiếc xe thì cũng còn đến 70-80%. Sức sát thì cản trước cản sau thì cũng đã tỉa lại rồi. Vâng, một mẫu sedan hai đầu đến từ Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên con. Thì form dáng kiểu cách của nó thì dòng này thì không phải bàn, chất lượng cũng như là về form dáng thì rất là ok. Này thì chạy rất là đầm, máy 1.6 nên là rất là đầm, xác của nó rất là nặng nên là chạy rất là đầm xe anh em nhé. Không bị láng, không bị lảng cũng như là không bị vòng vo tam quốc làm gì cả. Không giống như những chiếc xe mà nó nhẹ. Chiếc xe này thì ăn xăng tầm 7-8 lít trên 100 cây số. Và xăng thì bây giờ nó chỉ có tầm 11 đến 12 nghìn một lít thôi, nên là cũng không đáng lo ngại về nhiên liệu. Và máy số của chiếc này thì cực bền, cực lành. Chiếc xe thì không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, cam kết bằng văn bản giấy tờ. Anh em nhìn thấy đây, từ những cái mép của cái cản trước cộng với mép cabo từ đầu đến cuối của nó vẫn còn khít khịt khịt luôn. Vâng, tất tật tật là khít khịt khịt luôn. Vâng, la răng thì đối với la răng này thì đã được lên la răng đúc rồi. Nếu mà để dòng nhập này thì nó nguyên bản của nó là la răng sắt, nhưng mà chiếc xe này thì đã độ lên la răng đúc rồi. Bốn bánh la răng đúc, xe thì tích hợp xi nhan bên sườn. Đấy, gương thì gương cụp xòe. Chiếc này thì thực ra thì là của một mua của một bác làm ở trên trung tâm phát thanh truyền hình quân đội của tỉnh Hưng Yên. Đấy, vị trí đây. Đây là vị trí đỗ xe nhé. Chủ xe là Chu Văn Hưng. Vâng, biển Hưng Yên của một cán bộ trung tâm phát thanh truyền hình quân đội. Và chiếc xe này thì để đây thì cái lốp của nó cũng hết hơi, thì em sau cái video này em sẽ đi vá và bơm lên. Đấy, cái vấn đề đấy thì cũng quan trọng lắm cho quý vị chị các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị hệ thống phanh đĩa hai bánh trước. Tất tật tật về form xe, kiểu cách xe lúc này thì anh em không phải chê gì. Nội thất của chiếc xe thì là bộ ghế da nguyên bản theo xe hai màu dòng Lazetti này, đa số là hai màu nội thất. Có thể là đỏ đen, có thể là đen đen sữa và có thể là hai màu sữa như thế này. Vâng, trần thì trần để nguyên bản theo xe, xe được trang bị hai túi khí. Đời 2010 anh em nhé. Vâng, rất là đẹp. Và đinh bấm cột kèo thì anh em cũng không cần phải xem nữa. Vì là em cam kết luôn, nếu mà xuống bất một cái đinh nào thì bên em sẽ đền cho quý vị và các bạn từ 10 cho đến 20 triệu đồng. Mất một phần keo chỉ thì có thể là trợ cấp cho các bạn từ 5 đến 10 triệu đồng. Đấy, keo chỉ đây. Keo chỉ bên em cam kết luôn là zin rồi. Cái xe thì cũng rất là đẹp. Form dáng kiểu cách thì rất là ok cho quý vị chị và các bạn luôn. Hiện tại bãi xe nhà em còn đến là 5-7 chiếc đều là Lazetti này, đủ các màu luôn. Từ màu đen, màu xanh, màu xám đá cho đến màu bạc. Cái xe thì form xe kiểu dáng xe thì rất là ok anh em nhé, anh em thấy đây. Đấy, nhìn cái form này thì mình rất là thích rồi, rất là bắt mắt rồi. Đấy. Để đi dòng này với dòng vai ớt thì độ form của nó thì cũng khá là đẹp. Nhưng mà nói chung là mỗi người một tính một kiểu anh em nhé. Vâng, về cái phần đâm đụng thì đây em luôn cho xem luôn cho các vị chị và các bạn cùng xem luôn. Đấy, keo chỉ thì zin hết. Các bạn chỉ đến xem xe và có thể là đặt cọc luôn chiếc xe này luôn, vì nó cũng chẳng có gì cả, không một lỗi mà. Vâng, khu vực Hải Phòng, thành phố Hải Phòng nói riêng cũng như cả nước nói chung thì bên em Hải Phòng đang có chương trình cách ly toàn xã hội, nên là cấm tất cả các phương tiện cũng như là tất cả mọi người ở tỉnh khác vào Hải Phòng cũng như là thành phố Hải Phòng ra ngoài tỉnh khác. Nên là anh em xem video thì mình sẽ quay chi tiết cho quý vị chị và các bạn, thì anh chị và các bạn có thể là xem video và alo trực tiếp cho mình về thêm về để hỏi thêm về cái chất lượng của chiếc xe cũng như là giá cả, thì anh em có thể đặt cọc cho mình bằng cách là chuyển khoản
ở ngoài tỉnh. Còn đâu là nếu ở trong tỉnh Hải Phòng thì anh em có thể đến xem xe trực tiếp. Thì sau cái ngày 15 tháng 4 thì anh em có thể đến lấy xe. Vâng, rất là đẹp cho một chiếc Daihatsu Zeti rất là ok như thế này. Anh em nhé, bây giờ chúng ta xem luôn cái phần khoang máy cũng như là lổ máy lên xem luôn. Đấy, xe được trang bị báo hiệu rất đầy đủ luôn anh em này. Xe mới chạy được có 13 vạn thôi. Xe được tích hợp bô lăng 4 chấu cộng mấy lại phí bấm trên bô lăng. Xe được trang bị thêm một cái màn hình rất là đẹp luôn, báo hiệu những cái cửa nào mở đây. Để cả lắp cabo khi anh em bật lên này. Đấy, là lắp cabo nó hiện đèn vàng này, đang bật lắp cabo. Đấy, rất là thông dụng và rất là tiện. Bây giờ chúng ta xem luôn cái phần khoang máy của chiếc xe một chút để cho quý vị chị và bạn cùng cảm nhận về chiếc xe này. Và cửa đóng rất là khít 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 luôn. Anh em nhé, anh em có thể là tham khảo và đến xem xe cũng như là cọc xe cho mình. Máy của nó là máy 1.6 nên là tiêu hao nhiên liệu của nó rất là ok. Máy lổ rất là êm anh em nhé, máy số đại zin luôn anh em thấy đây, hộp số đây. Ốc trên máy đây anh em thấy đây. Máy số thì không phải bàn rồi, máy thì lổ rất êm. Zalati này thì không phải bàn về chất lượng về máy đâu. Là một chiếc xe mà được nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc nên tất cả những cái tem này còn nguyên bản. Từ lắp cabo, cái tem của lắp cabo rất đẹp luôn. Tất cả những cái đinh bấm dần dần cũng như là vết hàn chậm, chiếc xe thì còn đầy đủ. Keo chỉ đây, keo chỉ của lắp cabo đây. Đấy, cũng chia ABS ở trong đây ạ, anh em thấy đây. Đây lồng hoàng đây. Chúng ta sẽ xem cái hộp đen của chiếc xe này, sẽ là cái hộp cổ chỉ chiếc xe này xem nó còn nguyên bản không, đã tháo lắp ra gì chưa. Và anh em thấy đây, đa số thì những cái chiếc xe này thì cái hộp cổ chỉ của nó cũng rất là quan trọng. Đấy, nhưng mà những cái con ốc này chưa thèm tháo ra, chưa vặn ra. Cửa hàng em thì mấy con Lazetti nhưng mà con nào cũng chưa động đến cái hộp cổ chỉ này anh em nhé. Máy em có tách rất là đẹp, máy lổ rất êm luôn anh em này. Đấy, khá là ok cho các vị chị và các bạn đối với một chiếc Daihatsu Zeti như thế này. Vâng, đấy, con máy thì chúng ta xem rồi, chúng ta giờ đi xem cái phần bên trong chiếc xe này nó có những cái vấn đề gì, có những cái gì cảm thấy ok không, có những cái gì mà còn ví dụ như là gương kính chỉnh điện như này nó có trục trặc gì không anh em nhé. Đấy, đèn đóm nó có vấn đề gì không. Đấy, chiếc xe chạy được 13 vạn, 6.000 cây. Gương kính chỉnh điện thì còn hoạt động rất bình thường. Đấy, cái gương của nó vẫn là gương nguyên bản theo xe luôn anh em nhé, chưa có bị thay thiết gì cả. Vâng, rất ok anh em nhé. Vâng, ok, phí bấm trên bô lăng này anh em thấy đây. Cái menu đây, đấy có menu là hiển thị ở cái màn hình đây. Đấy, anh em thấy đấy. Gạt mưa phun nước của chiếc xe thì hoạt động bình thường anh em này. Nói chung là chiếc xe này thì khá là ok cho quý vị chị và các bạn luôn. Chiếc xe này thì khóa thì được mở phần cốp thì được mở khóa điện anh em nhé. Xe được tích hợp gương cụt xe luôn này. Đấy, và rất ok cho các vị chị và các bạn luôn. Gương kính chỉnh điện hết anh em nhé. Và rất là ok, còi rất to, trần nỉ nguyên bản rất là sạch sẽ, cộng với lại hai đèn trần. Vâng, cái trần nỉ của dòng Lazetti thì hầu như con nào cũng đẹp luôn, nội thất cũng vậy, kể cả là từ khoang máy thì đến tất cả mọi thứ của chiếc xe này anh em nhé. Giờ xuống xem luôn cái phần cốp của chiếc xe này xem nó có bị nó đầy đủ kích thước không. Khóa điện của nó thì đang bị hơi có vấn đề một chút nhé. Anh em là bấm khóa này nó tự đẩy lên luôn này. Cái này thì mình sẽ chỉnh lại sau cho quý vị chị và các bạn luôn. Xem cái phần gầm một chút anh em này, gầm bệ của nó thì không có vấn đề gì rồi.
rất là ok cho vị trí của các bạn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần một chút này là đầu đít này. Ok luôn hết đúng không ạ? Vâng, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng giới thiệu qua cho quý vị chị và các bạn về một mẫu xe Daewoo Lazetti nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc, có năm sản xuất 2010. Vâng, biển 89 Hưng Yên này. Chiếc xe này bên em đang bán với giá tiền là 250 triệu đồng, anh em nào quan tâm mẫu xe này nhé. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.